Kim Thanh và anh Quốc Bình mến chào tất cả các thính giả đang đến với chương trình Ai Cũng Thiếu Tiền số 14. Một ngày mà nãy giờ là Kim Thanh cũng cảm thấy cái cảm giác ngày hôm nay nó hơi bối rối mà nó làm mình hoang mang rất là nhiều. Anh biết tại sao không? Tại vì hôm nay là ngày cuối của năm 2015 rồi. Và bây giờ thì chắc Kim Thanh cũng nôn lắm, tại vì chương trình thì đang diễn ra nhưng mà ở ngoài kia, ở phía cách chúng ta chỉ khoảng chừng vài trăm mét thôi thì người dân đang rất là nhộn nhịp để chuẩn bị đón những cái thời khắc mới của năm 2016 nó sắp sửa tới rồi. Không có cần phải mà bước ra vài trăm mét hay là vài chục mét, tức là ra khỏi cái khuôn viên của đài, mà ngay tại cái phòng làm việc thì chúng ta chỉ cần chịu khó check Facebook là thấy bạn bè, tất cả những người mà chúng ta quen biết đang check in ở những cái địa điểm vui chơi giải trí rất là thoải mái. Và bây giờ thì chúng ta lại đang làm trực tiếp Ai Cũng Thiếu Tiền. Thiệt ra chương trình trực tiếp đôi lúc nó có những cái mà nó làm mình hơi chạnh lòng xíu anh ha. Mình cũng chạnh lòng nhưng mà thôi thì chạnh lòng một chút, nhưng mà cũng xin nói thêm đến quý vị là thật ra thì đã có một nước người ta đón năm mới 2016 rồi, đó là nước New Zealand. Tức là lúc 18 giờ theo giờ Việt Nam thì New Zealand đã là quốc gia đầu tiên trên thế giới là họ đã đón năm mới năm 2016 rồi, cho nên nói chung chúng ta cũng không có gì chạnh lòng cả. À không, mà xét ở cái góc độ của cái chương trình Ai Cũng Thiếu Tiền á, thì mình có thể là tự AQ mình được, tức là mọi người đi chơi check in tùm lum này nọ thì chắc chắn phải tốn tiền đúng không? Đúng rồi. Anh em mình ở trong phòng thu cùng với các anh kỹ thuật rồi các bạn thư ký thì chắc chắn là chúng ta sẽ tiết kiệm được một số tiền đáng kể trong tối hôm nay, mà còn đỡ bị kẹt xe rồi khói bụi rồi bị chặt chém này nọ ha. Dạ đúng. Dạ thưa quý vị, là chương trình Ai Cũng Thiếu Tiền xin được nhắc đến quý vị một cái nội dung nó cũng rất thường lệ, đó là cái giờ phát sóng là lúc 21:05 đến 22:00 tối thứ ba, thứ năm và 11:00 đến 12:00 chủ nhật hàng tuần trên làn sóng FM 99,9 MHz của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, viết tắt là VOH, và đồng phát tại Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng FM 96,3 MHz, Đài Phát thanh Truyền hình Nam Định tần số là 95,1 MHz, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình tần số FM 97 MHz, Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An tần số FM 99,6 MHz, Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long tần số FM 90,2 MHz, và khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì quý vị dò đài tần số là FM 103,2 MHz. Ngoài ra chúng ta có thể nghe trực tuyến trên trang web của đài tại địa chỉ www.voh.com.vn, hoặc là quý vị nào chúng ta sử dụng điện thoại thông minh thì chúng ta có thể tải cái ứng dụng là VOH trên App Store để chúng ta nghe, cũng như là nghe lại các chương trình của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH. Và chương trình này, chương trình Ai Cũng Thiếu Tiền hân hạnh được nhận sự đồng hành của Momo, dịch vụ chuyển tiền mặt nhanh như tin nhắn. Và dĩ nhiên ở phần đầu chương trình chúng tôi cũng dành chút thời gian để nói về cái cách thức liên lạc với chương trình. Nếu mà các thính giả quan tâm đến cái việc mà chia sẻ những cái câu chuyện về cách sử dụng tiền bạc cũng như là cách tiêu tiền thông minh, chứ không phải là để nói là chúng ta thiếu tiền như thế nào đúng không anh? Đúng rồi. Thì có thể đăng ký đến chương trình. Để và những thính giả nào mà đăng ký được giao lưu cũng như là tham gia trò chơi thì sẽ có cơ hội là trong ngày thứ ba và thứ năm thì sẽ được 300.000 đồng, còn với ngày chủ nhật thì tuần này tới 3.700.000 đồng. Cách thức liên lạc là chúng ta gọi số 1900 6865, nhấn phím số 5 rồi tiếp tục nhấn phím số 0 để gặp tổng đài viên. Cước phí là 1.500 đồng một phút nếu gọi từ điện thoại bàn và 3.000 đồng một phút nếu gọi từ điện thoại di động. Tổng đài sẽ trực 8 tiếng giờ hành chính các ngày phát sóng và trực tiếp trong giờ phát sóng để tiếp sóng, để nhận các cuộc điện thoại này. Còn gửi tin nhắn thì chúng ta sẽ gửi theo cú pháp là ICTT, tức là viết tắt của Ai Cũng Thiếu Tiền, dấu cách nội dung, dấu cách tỉnh thành đang sinh sống, gửi 6262. Cước phí là 2.000 đồng một tin nhắn. Momo, dịch vụ chuyển tiền mặt nhanh như tin nhắn. Thưa quý vị, bây giờ thì chương trình sẽ chuyển đến quý vị một câu đố vui. Nói chung là cũng khá là vui đây. Là sắp đến thời điểm mà chúng ta chuyển từ năm 2015 qua 2016 của rất nhiều nước trên thế giới. Cho nên là chúng ta sẽ có một câu hỏi liên quan đến một cái phong tục khá là thú vị của một đất nước chuẩn bị năm mới. Câu hỏi đầu tiên là câu hỏi nó cụ thể như thế này là: ném những chiếc dĩa ăn bị bể ra trước cửa nhà hàng xóm để cầu may mắn trong năm mới là phong tục của nước nào? Đáp án A là Đan Mạch. Đáp án B là Thụy Sĩ.
Đáp án C là Phần Lan. Xin được nhắc lại đến quý vị là cái câu hỏi của chương trình là cái việc người ta ném những chiếc dĩa ăn bị bể ra trước cửa nhà hàng xóm để cầu may mắn trong năm mới là phong tục của nước nào? Đáp án A Đan Mạch, đáp án B Thụy Sĩ và đáp án C là Phần Lan. Không biết là Kim Thanh nghĩ như thế nào về cái phong tục hơi bị lạ này. Ở Việt Nam mà không biết ném như vậy thì sẽ bị cái gì? Thì chỉ bị sẽ ném bị ném lại thôi. Mà sợ không có ném trước cửa mà ném chỗ khác. Ném thẳng vào nhà luôn chứ. Nó nguy hiểm lắm. Và nếu mà chúng ta biết đáp án, thiệt ra cái này dễ lắm, các thính giả có thể lên Google và sợ là ra liền ngay lập tức luôn. Và để tham gia thì chúng ta sẽ gửi tin nhắn theo cú pháp là ACTT dấu cách đáp án dấu cách tỉnh thành đang sinh sống gửi 6262, cước phí là 2.000 đồng một tin nhắn. Ví dụ như là thính giả đang ở Thái Bình và chúng ta chọn đáp án A thì soạn tin theo cú pháp ACTT khoảng cách A khoảng cách Thái Bình và gửi 6262. Sẽ có 5 phần quà tổng cộng cho các thính giả trúng giải và các thính giả giao lưu trả lời câu đố này. Và những thính giả trúng thưởng sẽ là những thính giả trả lời đúng được bốc thăm may mắn và chưa từng trúng giải. Người trúng giải thưởng sẽ nhận được một mã nhận tiền từ Momo qua số di động. Rồi chúng ta mang cái mã này cùng với chứng minh nhân dân đến cửa hàng Momo màu tím gần các khu dân cư để nhận tiền ngay. Và hiện nay thì Momo có hơn 4.000 cửa hàng tại 45 tỉnh, thành phố và ở những vị trí rất là thuận lợi để có thể nhận ra với cái logo màu tím. Và như vậy thì chắc chắn các thính giả có thể hoàn toàn yên tâm khi nhận giải thưởng của chương trình. Xin giới thiệu một cửa hàng tuy không bán hàng nhưng đâu cũng có, đó là cửa hàng Momo. Momo chuyển tiền mặt, cam kết an toàn, dễ dàng, bất kể thời gian, nhanh như tin nhắn. Con gái tôi gửi tiền cho tôi hoài à, có một chút nó gửi một chút. Gửi là cái máy điện thoại tôi nhận được tin nhắn có mã nhận tiền, tôi đem ra cửa hàng Momo ngay đầu sớm lấy tiền liền, rất là tiện. Cửa hàng Momo màu tím quá dễ nhận ra, nếu ngại đi xa xin gọi số 0839917199 để chúng tôi chỉ cho bạn nơi nhận tiền gần nhất. Thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với phần giao lưu với thính giả của chương trình, những câu chuyện mà hy vọng rằng là sẽ đem lại đến quý vị những cái ý nghĩa về sử dụng đồng tiền và cách thức chúng ta đầu tư như thế nào thực sự là hiệu quả, để rồi mỗi người sẽ có một hành trang nhất định, một kinh nghiệm nhất định để chúng ta bước sang một năm mới, năm 2016 với nhiều những cái dự định trong tương lai. Biết đâu là có thể là cái cách mà xài tiền trong tối hôm nay làm như thế nào mà vui vẻ nhất, thoải mái nhất, đầm ấm nhất mà lại tốn ít tiền nhất. Cách xài tiền dễ nhất đó là xài tiền của người khác. Chúng tôi xin được tiếp chuyện với thính giả đầu tiên ở đầu dây bên kia. Alo. Dạ em chào anh chị ạ. Dạ Quốc Bình và Kim Thanh xin chào anh, xin lỗi anh tên gì ạ? Dạ em tên Em ạ. Anh tên Em. Anh tên Em, dạ. Bây giờ gọi là dạ xin được chào anh Em. Kim Thành rất là nhanh, anh và Em. Dạ thưa anh Em là anh ở đâu anh? Dạ em hiện là đang công tác ở Đồng Nai ạ. Ở Đồng Nai. Cho Kim Thanh hỏi là mình bao nhiêu tuổi ạ? Dạ năm nay em 26 tuổi ạ. 26 tuổi, vậy thì thôi thì gọi là bạn em đi. Bạn em đi chứ gọi là anh mà còn em nó lạ lạ làm sao á. Dạ tại đó nói là ba mẹ cứ đặt con tên anh em đi. Đi ra đường kia người ta hỏi em tên chi cái này, em tên Em. Rồi cái người ta nói là nó nói là sao mà hỏi tên mà không có trả lời chay đàng hoàng mà trả lời cà chớn quá vậy phải không? Dạ đúng rồi, bị đánh hoài. Anh mà thứ hai nữa là người ta nói là đi ra đường đi với gái á mà kêu tên em á nhục lắm. Đi kêu gái mà họ đi kêu em á tưởng kêu ai cứ còn đi bạn kêu thường đi với gái là kêu anh này kia nọ, anh này đi với bạn gái kêu bằng em không. Mà thế là bạn em có bao giờ là xin lỗi là bạn em là có bạn gái chưa? Dạ nói chung là có rồi ạ. Có rồi, vậy là trong những cái hoàn cảnh đó là mình xử lý như sao? Dạ nói chung là người ta kêu em mình không biết ai, nhiều khi có bạn có người ta kêu á thì nói chung là không biết kêu bạn gái hay kêu mình nữa, người ta kêu em không biết là có khi hai đứa lên tiếng cùng luôn. Vậy mình có đặt một cái người ta gọi là nickname rồi biệt hiệu hay cái gì không ha? Dạ nói chung là nickname thì em có bị danh là anh chàng khó tính. Anh gì chứ? Anh em khó tính. Anh chàng khó tính. Dạ. Tại vì nếu mà em ở ngoài thì em vui vẻ lắm, nhưng mà khi trong công việc thì em rất là khó tính. Công việc anh làm gì bạn em? Hiện em
đang công tác tại tập đoàn viễn thông quân đội Viettel Đồng Nai ạ. Viettel, tôi phải có ngay một cái thông tin muốn hỏi anh để anh xác nhận lại luôn, là vừa rồi đọc báo thấy là thu nhập trung bình của nhân viên Viettel là 25 triệu một tháng, không biết đúng không? Wow. Nói chung là người đó cắt xíu thôi. Nếu mà nhân viên thì không, trung bình. Thu nhập trung bình. Trung bình chứ không phải là các sếp. Các sếp thì phải chắc chắn là cao hơn nhiều lắm. Có đúng không? Dạ đúng ạ. Anh có bình có suy nghĩ gì không? Thiệt là một cái thu nhập khá là mơ ước. Có ý định gì không? Anh em mình có ý định gì không? Ý định là hỏi anh xem là ở chỗ anh thì anh làm cái bộ phận nào, và cái bộ phận đó thì còn có cái chỗ trống nào hay không. Ví dụ như già mà cỡ Kim Thanh với anh Quốc Bình có vô thì có được cho làm cái công việc nào mà phù hợp mà lương cũng cỡ như vậy không? Dạ, nói chung là bây giờ anh chị nào hồ sơ vô, sau đó phải qua cái đường bảo vệ. Nếu mà bảo vệ mà nhận vô là thành công rồi. Ủa là sao ta? Tại sao phải qua đường bảo vệ? Khó hiểu quá. Dạ, có nghĩa là mình đầu hồ sơ vô thì bảo vệ sẽ nhận hồ sơ của mình, sau đó sẽ chuyển lên trong phòng ấy xem và duyệt ở trên nữa. Nói chung là em chào anh chị đó. Thực ra nếu mà để bước vào công việc này thì phải có ngành liên quan, chẳng hạn như công nghệ thông tin. Trời ơi, Kim Thanh xài Facebook rành lắm luôn, công nghệ thông tin. Có được là Facebook là chỉ là một phần mạng xã hội, gì Zalo chỉ là xã hội thôi. Còn nếu mình muốn tham trực tiếp để làm trong việc này thì chúng ta phải có một cái chuyện chuyên môn để mình chúng ta có thể tham gia và được làm việc trong môi trường này ạ. À, thiệt ra là làm ở Viettel hay là các công ty về công nghệ thông tin không nhất thiết là mình phải quá rành, tại vì nó có quá nhiều bộ phận, đâu phải cứ vô là làm công nghệ thông tin. Ví dụ như Kim Thanh vào có thể là tập đoàn này thì nó toàn quốc đúng không, rất là rộng lớn, cứ mỗi tháng là mình có một cái event gì đó là Kim Thanh tổ chức được hết, huy động ca sĩ dẫn chương trình là mọi thứ là mình làm là đủ mệt luôn cả tháng rồi đúng không? Nó ví dụ như anh Quốc Bình ảnh làm về nhân sự quản lý, ảnh vẫn làm rất là tốt, đâu có cần phải gọi là công nghệ đâu đúng không? Nhân sự quản lý là như vậy là lương chắc còn cao hơn 25 triệu nữa anh em. Kim Thanh là hướng tới cái chuyện đó đó. Dạ, chung là kể đây thì em biết được mức lương của em thôi, còn mức lương của mọi người thì em không biết được ạ. Tại vì mọi lần rạng lần lương thì nói chung là cũng dạng khép kín nên em cũng không biết chị ạ. Nhưng mà nói vui vậy thôi chứ có ý định thiệt là chắc là sau cái chương trình này là nhà sản xuất cũng như là bên phía tài trợ là chắc là làm việc lại quá. Lần sau là không được gặp các thính giả của Ai Cũng Thiếu Tiền là cũng mệt lắm. Rồi hỏi anh một chút là với cái mức lương của mình hiện nay thì bao nhiêu? Mức lương mình tầm khoảng em tầm mười mấy anh ạ. Mười mấy hả? 19 hay là 11? Bây giờ là có trên 15 dưới 20 ạ. Trên 15 mà dưới 20. Một mức lương là anh ở Long Thành, Đồng Tại Nai. Tại sao mà có 26 tuổi thôi? Phải cộng thêm 20 tuổi nữa là tốt, biết chừng nào. Dạ, lúc đó là già lắm rồi à. Không già với Kim Thanh. Dạ, nếu mà đó chị Kim Thanh vừa học thì em ra đưa gãy chế chị à. Không, cái đó là tôi là không tin đâu. Bạn lầm rồi, cái này là bạn hoàn toàn lầm. Nhiều khi là tối ngày máy móc công nghệ thông tin là không có tiếp xúc bên thế giới bên ngoài, chứ cái này Kim Thanh rành hơn lắm. Mà ủa vậy bây giờ là tết tây là mình được thưởng nhiêu ha? Chắc gấp đôi. Thì nói đi, trời ơi. Bí mật được không ạ? Bí mật hả? Vậy thôi, tích ta đi, tích ta được nhiều. Dạ, nếu mà người ta làm, nói chung là có doanh thu cửa hàng này kia nó cũng khá khá. Nói chung là khoảng tầm trên 5 không. Là trên 50 triệu. Anh Bình có suy nghĩ lại không? Em hỏi anh lần thứ hai. Bây giờ đã quá muộn rồi. Không muộn. Thì bây giờ mình có là bạn em là tay trong rồi đó, giống như là mình có thể là mời đi uống nước rồi mình nói chuyện gì đó rồi tính sao ha. Nói chung là lần đầu tiên mà Kim Thanh trò chuyện với thính giả của Ai Cũng Thiếu Tiền, mà tính ra hôm nay là thính giả này là giàu nhất. Vậy không biết bạn em mình xài tiền như thế nào đây, mình xài cái số tiền đó như thế nào? Dạ, thật sự thì nói chung là em lo về chuyện gì cho gia đình nhiều hơn. Tại vì lúc trước khi mẹ em ăn học thì nói chung gia đình cũng hỏi nhờ. Thì em cũng mới làm cách đây cũng khoảng 1-2 năm thôi. Thì nói chung là cũng cố gắng dành dụm gì cho gia đình để trả nợ và trang trải rồi xây nhà cửa đồ đó anh chị ạ. Trời ơi, mới làm 1-2 năm mà một tháng gần 20 triệu. Thưởng Tết ta là hơn 50 triệu, chắc Tết Tây cũng cỡ đó.
Làm sao đây, làm sao đây? Ước mơ của mọi người đây. Bây giờ thì bạn em là mình để dành được bao nhiêu? Nhiều quá làm sao mà biết xài ta. Căng ta, nếu mà Kim Thanh có nhiêu đó tiền mình cũng mệt lắm á. Tới tháng mà lãnh lương mà đếm tiền xong là chắc cũng căng thẳng đầu óc á. Nhưng mà xài có nhiều thì sẽ xài nhiều. Không biết là bạn em mình khi mình xài thì như thế nào? Nói chung là giống như người ta nói là thuyền lớn gặp cơn sóng lớn thì nhỏ gặp cơn sóng nhỏ. Nói chung là khi mà chúng ta đi ngoại giao hoặc đi cái này cái kia thì chúng ta cũng phải mất nhiều tiền để mình đi gặp đối tác cái này cái kia đâu. Nói chung là cuộc sống của mình thì bây giờ hiện đại quá thì không lẽ mình đi với một người cấp cao mình thì mình không lẽ xả tiền ít, hoặc là dẫn những người họ đối tác mình đi vỉa hè cũng không được. Nói chung là vô những cao cấp thì tiền nó sẽ trôi vào đó. Nói chung là nhưng mà công việc mình là trôi chảy. Thì giờ nói riêng đi, đừng nói chung nữa. Bây giờ nói riêng ha, nếu bạn em có bao giờ bạn cảm thấy là có một cái thời điểm mà mình tiếc cái đồng tiền mình bỏ ra cho cái việc mà mình đi ăn uống vậy không? Dạ, nói chung là cũng tiếc lắm. Tại vì thật ra thì khi mà em vô một quán nào sang trọng hoặc là đối tác dẫn mình đi vô quán đó thì mình thấy cái quán nó cao cấp quá, nó sang trọng quá và hầu như những cái món ăn trên menu không dưới 100.000. Hầu như những cái món đó thì nói chung là nhiều khi mình không tưởng tượng được là mình ăn được những món đó nó ngon như vậy. Tại vì khi ở quê thì em chỉ biết được món những cái món bình dân như cá bóng kho rồi kho nấu canh ngọt này kia nọ thôi. Nói chung là nó rất là bình dị. Còn lên đây thì cuộc sống nó thay đổi hoàn toàn, thì cái nhu cầu ăn uống của mình nó cũng khác đi. Nói chung là đôi khi mình tiếc lắm luôn. Khi mà mình vô mình nói là khi số tiền này mình có thể gia đình có thể sống được một năm luôn đó thôi. Thì nói chung là có nhiều cái phân khúc nó khác nhau. Và khi mà chúng ta thiệt ra nếu mà nhìn xuống thì chúng ta sẽ thấy là có rất là nhiều người khó khăn hơn mình. Nhưng mà nếu mà mình nhìn lên thì cỡ nào cũng có người là hơn mình, mà hơn mình không biết bao nhiêu mới đủ, đúng không? Nếu mà càng nhìn là sẽ thấy mình càng thua thiệt. Quan trọng á là mình cảm nhận là cái vị trí của mình hiện tại nó như thế nào trong cuộc sống so với mọi người ở mức bình quân, và nó có mang lại cho mình cái niềm đam mê hay không. Ví dụ như thế này nè, Kim Thanh có một số người bạn làm công việc ở những cái chỗ lương rất là cao, nhưng mà cuối cùng họ không làm, họ quyết định là làm những cái chỗ lương thấp hơn nhưng mà môi trường làm việc tốt hơn đó. Còn ví dụ như là bản thân Kim Thanh đi, ngày xưa Kim Thanh làm việc ở bên ngoài công ty và làm marketing rồi làm tùm lum thứ hết, thì cái mức lương hồi đó thậm chí là so với bây giờ cách đây cả hơn 10 năm, nhưng mà mức lương giờ cũng khá đáng kể luôn á so với bây giờ. Nhưng mà tự nhiên á, mình khi mà mình vào đài, mình thi vào đài á, mình làm một khoảng thời gian, tự nhiên mình cảm thấy là giống như cái kia là mình đi làm việc cho công ty, còn mình làm ở cho ở đài mình cảm giác là giống như là mình làm cho mình luôn á. Mình thấy thích thú, áp lực nhưng mà rất thích thú. Và cái điều đó Kim Thanh nghĩ là nhiều khi có tiền nhiều mình cũng không có thể nào mà đánh đổi được hết. Hỏi bạn em một chút là cái số tiền mình ăn uống như vậy thì bạn có nghĩ đó là một cái đầu tư không? Thật ra thì em nghĩ nó cũng là một phần để chúng ta bước ngoặt có một cái thành công. Thí dụ mình có một cái hợp đồng, ký từ một hợp đồng một đối tác nào đó thì chúng ta phải bỏ một chi phí đó thì mình mới được lợi nhuận về công ty. Nói chung là cũng vì công ty mình mới làm như vậy. Sự nói chung cuộc sống thì cũng không biết nói sao cho nó vỏn vẹn từ, nhưng mà thật sự nếu có một cái sự mà mình đam mê cái nghề của mình và mình muốn theo đuổi nó thì giờ công việc nó cao quy tắc nó là như vậy thì mình phải tiếp xúc khách hàng và phải như vậy thì nói chung là tình huống mình phải bắt buộc ạ. Cái việc mình sử dụng đồng tiền mà nó hợp lý, tức là ở đây mình khoan hãy nói đến chuyện nó nhiều ít, mà mình nói đến cái việc cái mục đích mình sử dụng đồng tiền này á, để cho một cái giao dịch hay là cho một cái hợp đồng, thì Quốc Bình và Kim Thanh nghĩ rằng là đó là một cái sự chi phí đúng đắn, một cái chi phí mà nó có thể đem đến những cái cơ hội và những cái một số tiền khác nó lớn hơn là cái số tiền mình đã từng bỏ ra, đúng không bạn em? Dạ đúng rồi, nếu mà so với mình thì quá lớn, quá tầm tay, không thể nào mà nếu mà mình có điều kiện mình giao như thế thì mình cũng không bao giờ bỏ một số tiền lớn như vậy để mình đi bất cứ nơi đâu để mình ăn uống hay như thế nào.
Tại thân của em vậy. Ừ. Nhưng mà bây giờ hỏi chuyện riêng tư xíu ha, mình cũng có bạn gái rồi và thu nhập vậy cũng là mơ ước của rất là nhiều người, kể cả đối với Kim Thanh và anh Quốc Bình luôn. Thì mình có tính toán gì đó không cho cái cuộc sống mình nó phong phú, màu sắc, đầm ấm hơn? Nói thì cũng xin chia sẻ, thực sự thì có bạn gái rồi thì nói chung là khi mà em lên mạng, lên Facebook và Zalo thì tôi nói là cuộc đời không có gấu, dư giả thế đó, nếu mà có gấu rồi thì không còn. Nhưng mà thật sự thì đối với em thì quan trọng là do mình sắp xếp được, điều khiển được cái đồng tiền của mình, thì em nghĩ là cái đó là điều mình có thể biết được cái đồng tiền của mình nằm ở phân khúc nào và mình phải xài vào những cái mục đích gì. Còn dự định thì rất là nhiều, nói chung rất là nhiều dự định, thì không thể nào mà bây giờ có tiền mà tỷ thì tiền núi thì cũng không thể nào mà sử dụng hết. Còn với em thì mỗi đồng tiền em, mỗi tháng lương thì đều có những cái chi phí rất là nhỏ, chi ra nhiều cái chi phí nhỏ đó ra thì nó bằng cái mức lương của mình rồi anh chị ạ. Nhưng mà hỏi một câu nó hơi mang tính thời điểm một xíu đi, là hôm nay 31 tháng 12 mà mình cũng kinh tế vậy, có bạn gái vậy, mà sao đăng ký ai cũng thiếu tiền mà không đi chơi? Thật sự ở đây thì em muốn lên đây để chia sẻ cho mọi người những cái cách tiết kiệm nhất khi mà chúng ta có thể, khi mà sử dụng mạng điện thoại di động hoặc là những cái này cái kia. Thật ra không phải lên tham gia chương trình ai cũng thiếu tiền là mình phải chắc chắn mình nhận được số tiền đó, và mình không có một cái mục đích gì riêng cho bản thân của mình. Nói chung là mình thì là một người có những cái kinh nghiệm thừa khả năng đó, ngại gì mình giấu giếm những cái vấn đề mà mình biết mà mọi người không biết. Nói chung là mình cũng lên đây để chia sẻ, và nói chung là cũng rất mến về chương trình này, và thấy hai anh chị dẫn chương trình rất là vui. Tại vì cũng nghe được hai ba số phát sóng và em trực tiếp, còn tất cả các loại thì em thường hay nghe qua, kể chứ em vô Facebook em đánh một vô rồi ra có cái phần mà chương trình nghe lại, em bấm vô YouTube em nghe lại tất cả các chương trình của mình luôn. Nói chung là em thấy chương trình này rất là ý nghĩa và rất là hay ạ. Kim Thanh muốn cắt ngang ngay chỗ này. Kinh tế mình vậy và bạn cũng muốn làm những điều ý nghĩa. Vậy thì Kim Thanh nghĩ nếu mà bây giờ trao cho bạn 300.000 đồng thì nó đâu có thấm tháp gì đâu, đúng không? Nếu mà 300.000 đồng mà bạn có được trong ngày hôm nay á, thì trong một ngày cũng đặc biệt như thế này, mình có định làm một cái điều gì cụ thể ý nghĩa không? Kim Thanh gợi ý nhỏ thôi, ví dụ như mua quà cho Kim Thanh, anh Trí với lại anh Quốc Bình thì thôi cũng được. Không, anh dạ, bạn nạp một cái cạc Viettel cũng được. Có điều kiện thì em phải qua gửi thẳng bằng số tiền em sẽ lấy sức tiền tuổi của em gửi tiền qua mua quà luôn. Rồi. Còn 300.000 đó thì em cũng, khi mà chương trình nói thì em cũng đã có dự định riêng của mình, thà em bỏ tiền tuổi em mua quà tặng anh chị ạ. Rồi, Kim Thanh ghi âm lại cái đoạn này rồi nha. Nhưng mà bạn em chỉ cho địa chỉ là em Tết này, Tết dư âm lịch đây em sẽ đưa luôn trực tiếp qua cái đài của phần thanh của mình, nhưng mà không bị bỏ qua gì nhé. Dạ, đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, cứ search Google là ra số 3 Nguyễn Đình Chiểu, quận 1. Rồi, bây giờ trở lại với bạn em là bạn muốn chia sẻ cách sử dụng điện thoại một cách mà mình tiết kiệm, thì bây giờ mình chia sẻ thử xem mình là những cách nào. Thứ nhất là rất là đơn giản, ví dụ hôm nay là ngày 31 thì theo tổ chức chương trình khuyến mại nạp tại giá 50% cho giá trị thẻ nạp, không phân biệt mệnh giá thẻ nạp và không phân biệt bao nhiêu số lượng thẻ nạp, thì chúng ta có thể nạp tiền vào những cái thời gian khuyến mại, thì chúng ta sẽ tăng được cái khoản tiền của mình tăng lên. Rồi những cái lúc mà chương trình khuyến mại, ví dụ thay vì mình gọi trực tiếp thì chúng ta có thể đăng ký những cái phút gọi, mình có thể tiết kiệm hơn được, ví dụ như 5.000 được 60 phút, hoặc là 5.000 được 30 phút gọi và bao nhiêu tin nhắn nữa. Nói chung là thì chúng ta sẽ biết được cái sự tiết kiệm. Nếu mà bạn nào thì đang sử dụng mạng Viettel mà chưa biết mình đang nằm ở chương trình khuyến mãi nào, thì chúng ta soạn tin nhắn KFM gửi 266, tin hoàn toàn miễn phí, tôi gửi về tất cả các bạn, bạn đang được hưởng chương trình khuyến mãi nào, phút gọi nào, thì nói chung là sẽ tiết kiệm hơn cho mình. Đôi khi đồng tiền của mình làm ra cũng cực khổ, và chúng ta phải biết tiết kiệm ngay từ cái nhỏ nhất. Mình cứ nghĩ rằng tiền điện thoại là cần xa nhất, chẳng hạn như tối ngày hôm nay. Rồi, Kim Thanh hiểu rồi. Kim qua 2016 thì điện thoại cũng nhiều nè,
nhắn tin cũng nhiều nè, thì chúng ta mới tiết kiệm những cái khoản mà chúng ta có thể tiết kiệm do nhà mạng cung cấp ra và hưởng ứng ạ. Rồi, Kim Thanh hiểu rồi. Anh Quốc Bình hỏi một câu hỏi rất là dại dột là bạn nãy giờ bia chơi Viettel quá nhiều và cái số tiền này mà tính ra phút quảng cáo thì không biết bao nhiêu mà nói luôn. Thôi bây giờ thôi bỏ cái công chuyện đó qua ha, cũng như bỏ cái công ty của mình qua một bên ha. Hồi nãy Kim Thanh đang nói cái chuyện mà tại sao anh Quốc Bình cắt Kim Thanh, cho nên là rất là không đồng ý cái chuyện này. Bây giờ 300 ngàn là bạn định làm cái gì? Thật ra thì em cũng có một người ba hiện đang sống ở quê, chỉ có một mình thôi. Ba thì chưa từ nhỏ khi đi chiến tranh tới bây giờ thì ba cũng không có lập gia đình. Và món tiền này thì em nhận được số tiền này và em sẽ cho ba ăn Tết. Với thu nhập của bạn là trên 15 mà dưới 20 triệu một tháng mà phải chờ tới ai cũng thiếu tiền để có 300 ngàn gửi tặng cho người bà của mình thì Kim Thanh thấy không hợp lý. Dạ không phải ạ, có nghĩa là thay vì em cũng có cho tiền bà, nhưng mà món quà này thì em muốn dành tặng riêng cho bà. Còn hầu như hàng tháng thì em đều có gửi về quê cho ba, hoặc là mua hoa, mua gạo thì có. Nhưng mà tại vì em có điện nói với ba thì nói là sẽ tặng cho ba 300 ngàn nếu mà tham gia được chương trình. Thiệt ra tham gia là được, nhưng mà cái chuyện mà được 300 ngàn hay không là cái chuyện khác nữa, chứ không phải là mình cứ tham gia là được. Quan trọng là cái sự sẻ chia của bạn với lại cái cuộc sống của bạn và những cái quan điểm sống của bạn, cái việc làm của bạn nó có làm cho chúng tôi cảm thấy ưng ý hay không chẳng hạn vậy đó. Thì cho nên là chưa chắc là được đâu, nhưng mà không biết là ý của anh Quốc Bình như thế nào. Thật ra hồi nãy tôi hỏi bạn một cái câu hỏi đó là vì tôi nghĩ rằng là bạn sẽ có một cái cách thức khác, một cái cách thức mà về cách sử dụng điện thoại làm sao nó tiết kiệm nhất, chứ không phải là mình chỉ sử dụng khuyến mãi. Khuyến mãi thì hầu như ai cũng biết cái chuyện này, mà khuyến mãi mà bạn chỉ có chỉ một cái công ty của bạn thôi theo thì nó rất là khó khăn. Cho nên là mình tôi lại tiếp tục chờ xem bạn có thêm một cách thức nào khác về cách sử dụng điện thoại tiết kiệm hơn hay không, thì mình lại chưa nghe được cái điều này. Thôi thì ở đây thì mình chia sẻ với nhau đó là cái việc sử dụng tiền của bạn là tương đối là tôi thấy là bạn có cái suy nghĩ trong cái việc mà tiết kiệm, và mình tiết kiệm từ những cái câu chuyện hết sức nhỏ nhất. Mà xin được hỏi bạn thêm là với cái số tiền hiện nay mình tiết kiệm được thì mình có tính làm một cái việc gì không trong năm mới? Dạ, thật ra thì đối số tiền em tiết kiệm được thì nói chung là cái khoản đó thì em nói cũng gia đình cũng lo cho em ăn học thì em cũng vẫn chưa trả hết. Nếu mà gọi vậy thì dành dụm về quê để trả nợ. Trả cái này mà trả cả đời cũng không hết được, tại vì cha mẹ nuôi con bao nhiêu năm mà nếu mà so sánh như vậy thì nó cũng rất là khập khiễng. Để cái chuyện mà kiếm tiền để gửi về để trả nợ công ơn ba mẹ thì nó không có, nói chung là mình thấy không có hợp lý cho lắm. Thiệt ra như thế này, là cái chương trình này ngay từ đầu là Kim Thanh với ông Quốc Bình muốn là chúng ta chia sẻ những cái câu chuyện về tiền bạc, cách thức xài tiền, rồi làm như thế nào tiêu tiền thông minh. Và rõ ràng có một điều là tất cả, ngay cả các anh kỹ thuật ở ngoài cũng phải thừa nhận là so với rất nhiều cái thính giả của Ai Cũng Thiếu Tiền từ cái số đầu tiên cho đến giờ thì thiệt ra là bạn em có một cái cuộc sống cũng khá so với nhiều người khác, đúng không ạ? Và mình cũng mỗi tháng với cái chi phí đó mình có thể là để dành được cho những người thân trong gia đình của mình, và cứ không phải là cả năm mình mới tìm được một số tiền như thế, mà một tháng là mình có được số đó, mà chưa kể là tiền thưởng Tết của mình cũng rất là đáng kể. Thì Kim Thanh nghĩ là với Ai Cũng Thiếu Tiền thì nó ngoại trừ cái ý nghĩa đó thì nếu mà làm được những cái việc ý nghĩa khác thì nó càng tốt hơn nữa. Ví dụ như là trong cái chương trình mà Kim Thanh thực hiện, có một thính giả có cuộc sống cực kỳ khó khăn luôn. Và số vừa trước là có một bạn làm sinh viên mà ở Bà Rịa Vũng Tàu mà đi lên cái chỗ khác thuê phòng mà làm việc một tháng chỉ có 4 triệu một tháng. Nói chung là sống không có đủ, mà cuối cùng là khi bạn được 300 ngàn, bạn muốn chuyển đến cho quỹ của chương trình Sát Cánh Cùng Gia Đình Việt để mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, rồi góp phần giúp cho những người ở vùng sâu vùng xa có điều kiện khó khăn là họ có được những cái món quà rất là nhỏ trong cái dịp Tết âm lịch sắp tới. Thì ý của Kim Thanh là muốn như vậy. Dĩ nhiên là ý kiến của mỗi người thì sẽ tự mình quyết định cái số tiền của mình cũng như làm gì mà mình thấy ưng ý nhất. Nhưng mà đối với bạn thì
cái chi phí 300.000 nó không đáng gì, cho nên là bạn có thể là trích ra một phần trong cái phần tiền tháng của bạn hay là phần thưởng Tết đó, cho những người thân của mình mà mình yêu quý, thì đôi khi cái số tiền đó nó ý nghĩa hơn là lấy từ chương trình. Cho nên là Kim Thanh mạn phép gợi ý với anh Quốc Bình là cái 300.000 này chúng ta sẽ treo ở đây. Nếu mà thính giả sao có điều kiện khó khăn hơn hoặc là những cái chia sẻ gì có thể tâm đắc hơn thì chúng ta sẽ tặng thính giả đó. Còn nếu không thì sẽ thay vì là 3 thính giả trúng giải thưởng, chúng ta sẽ có 4 thính giả trúng giải thưởng ngày hôm nay. Thì anh Quốc Bình thấy như thế nào? Thật ra thì tôi cũng đồng ý với Kim Thanh thôi. Một câu chuyện rất là vui khi mà được biết bạn có một cái môi trường, một cuộc sống rất là thoải mái và cũng có một cái ý thức trong việc chúng ta dành dụm tiền cho bản thân mình. Và hy vọng rằng là với những cái số tiền mà bạn có và bạn kiếm được thì mình sẽ dành được thật nhiều cái hạnh phúc cho người thân qua những số tiền chính tay bạn tìm được. Và đến với chương trình thì cũng mong bạn cảm thấy là vui vẻ và có nhiều cái kinh nghiệm, có nhiều thêm những cái trải nghiệm thú vị cho cuộc sống. Mà thiệt ra Kim Thanh thì nghĩ là bạn em đăng ký tham gia không phải là mục đích vì 300.000 đồng. Đúng rồi. Tại vì khi mà mình làm được cái số tiền như thế rồi, cuộc sống như thế, thì cái mình cần là cái sẻ chia nhiều hơn để cho những người mà nghe chương trình đồng điệu với mình nhiều hơn. Chứ còn 300.000 thì lớn thì cũng lớn mà nhỏ thì nó cũng nhỏ, đúng không ạ? Xin được cảm ơn bạn em rất là nhiều. Bạn có giận gì không bạn em ha? Dạ không ạ. Tại vì em sẽ lắng nghe anh chị nói. Thật sự thì đối với cái chương trình số trước thì em có nghe và chỉ có kêu là lên search Facebook cái chị gì đó. Thì em có search và đang liên hệ với chị. Thì chị em kêu là chị nhận tin số tài khoản thì em sẽ chuyển qua cái chương trình đó. Tại vì cái chương trình đó thì hiện đang là phát quà ở tỉnh Trà Vinh. Thì bà chị mới nói là nếu mà em muốn đăng ký tham gia chương trình Trà Vinh á, thì để lại số điện thoại và chị sẽ liên lạc lại khi nào đi phát thì khởi hành từ thế nào đó. Thì em cũng đang liên hệ chứ không phải là không có. Không chương trình cuộc sống thì nói chung là cũng rất là nhiều khó khăn à. Rồi, nói chung là không phải là trách bạn không tham gia chương trình đó. Ý Kim Thanh chỉ gợi ý đó là một trong số những cái hoạt động ý nghĩa mà chúng ta có thể tham gia. Tại vì nếu mà bước ra khỏi nhà của chúng ta thì có rất là nhiều mảnh đời, nhiều số phận khác nhau, và chúng ta có thể làm rất là nhiều cách để chia sẻ, san sẻ cái tình cảm của mình, chứ không phải chỉ có sát cánh cùng gia đình Việt, và không phải là trách bạn. Ý của Kim Thanh nói là thật sự cái chuyện mà bạn tham gia ngày hôm nay thì 300.000 đồng nó không phải là cái việc quá quan trọng với bạn, cho nên nếu mà chúng tôi để dành cho những cái hoàn cảnh khó khăn hơn thì có lẽ thì bạn cũng không trách, đúng không? Dạ đúng ạ. Nhưng mà thật sự thì nói chung là em muốn như thế này, có nghĩa là chương trình của mình phải sống lên, thì nói chung không phải ai lên giống như chị nói là sẽ được nhận 300.000, nhưng mà nói chung là em muốn tự sức tiền túi của mình ra để chia sẻ vào những cái hoàn cảnh khó khăn nhất, giống như chị nói là chương trình sát cánh cùng gia đình Việt. Nói chung là vậy. Thì nói chung là đến với chương trình thì em nói từ ban đầu nói chung là vui là chính, và thấy anh chị dẫn chương trình cũng rất là hay, và chương trình này rất là đang mang được nhiều ý nghĩa với mọi người. Nói chung là mình nhìn lên thì mình chẳng bằng ai, khi mình nhìn xuống thì ai cũng chẳng bằng mình. Thật sự thì có những người khác khó khăn hơn mình. Thật sự thì chúng ta sẽ chuyển lại cái gì đó mình có thể có được mà người khác chưa có được để lại cho những người mà bất hạnh hơn mình. Rồi, cảm ơn bạn em rất là nhiều. Thời lượng dành cho bạn cũng khá là nhiều rồi đó, 40 phút, gần 40 phút của chương trình. Bạn nói chung là bây giờ Kim Thanh cũng lay bạn là cứ nói chung suốt luôn. Thôi bây giờ chúng ta sẽ tạm chia tay tại đây. Xin mời các thính giả nghỉ giải lao một chút xíu với một chút xíu âm nhạc cho nó thư thái hơn. Ca khúc True Love You More, Hãy Yêu Nhau Nhiều Hơn Nữa, qua giọng hát của Hồ Quỳnh Hương. Take me back into the arms I love. Need me like you did before. Touch me once again and remember when.
Một cửa hàng tuy không bán hàng nhưng đâu cũng có, đó là cửa hàng Momo. Momo chuyển tiền mặt, cam kết an toàn, dễ dàng, bất kể thời gian, nhanh như tin nhắn. Trời tối thấy cái tin nhắn của cái mã nhận tiền của Momo, biết ngay là anh ấy mới lãnh tiền. Anh ấy vậy đó, đi làm hoài à, có nhiêu gửi nhiêu. May mà có Momo, tối khuya vẫn lấy được tiền. Cửa hàng Momo màu tím quá dễ nhận ra. Nếu ngại đi xa, xin gọi số 08-399-17199 để chúng tôi chỉ cho bạn nơi nhận tiền gần nhất. Vâng, và liên quan đến nhà tài trợ thì chúng tôi cũng xin được thông tin là ngoài việc chuyển nhận tiền hay là thanh toán hơn 100 hóa đơn tại các cửa hàng Momo thì các thính giả còn có thể dễ dàng đến các cửa hàng màu tím của Momo để đóng khoản vay tiêu dùng là Home Credit. Chỉ cần cung cấp tên chủ và số hợp đồng, số điện thoại cùng số tiền cần thanh toán thì Momo sẽ giúp cho chúng ta thực hiện thao tác này. Ví dụ như là đóng tiền điện, rồi điện thoại, rồi điện, rồi truyền hình cáp, tiền nước vân vân. Và thủ tục thì vô cùng đơn giản, chỉ mất 1 phút để hoàn tất và tất cả đều hoàn toàn miễn phí. Và để tìm cửa hàng Momo có logo màu tím gần nhất của chúng ta thì hãy gọi đến số 0839117199 để được hướng dẫn. Tổng đài Momo sẽ miễn phí cho các cuộc gọi từ mạng Vinaphone. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị thính giả tiếp theo của chương trình. Alo. Chào anh Quốc Bình ạ. Dạ, xin chào chị. Chị Tiên Thanh luôn ạ. Dạ. Chào bạn. Đầu tiên thì xin được hỏi là bạn đang ở đâu ạ? Bây giờ thì em đang ở huyện Bình Chánh. À, còn trước đây thì ở đâu ạ? Gia đình em thì ở Đồng Nai anh ạ, ở Xuân Lộc, Đồng Nai. Ở Xuân Lộc, Đồng Nai và bây giờ thì mình là ở Bình Chánh. Rồi mình đang làm công việc gì mà mình ở đây ha? Em thì chỉ là một công nhân may thôi ạ. Công nhân may. Chị cũng xa nhà đi làm. À, xa nhà. Chị hôm nay là có bị tăng ca gì không ha? Vẫn phải tăng ca, mới về lúc 9 giờ đấy ạ. À, trời may quá, về kịp là tham gia, ai cũng thiếu tiền liền tại chỗ. Chị tên gì ạ? Dạ, em tên Đông ạ. À, tên Đông. Thế thì... Chị tên nghe hơi giống trai. Và không biết là sau khi cái chương trình này thì Đông có dự định là mình sẽ xuống phố với mọi người hay không, thức trắng đêm ngày mai dù sao cũng được nghỉ. Ồ, nhưng mà tiếc là ngày mai em phải đi làm cho nên hôm nay ở nhà thôi ạ. Ủa, thường thì tết tây là tất cả đều nghỉ chứ chị Đông. Dạ, nhưng mà tại vì cuối năm tiến độ hàng nó cũng cần gấp cho nên cố gắng đi làm. Nhưng mà nếu như vậy thì mình sẽ có cái tiền người ta gọi là của những cái ngày lễ thì nó sẽ được cao hơn đúng không? Yeah. Nếu mà vậy thì cũng đỡ. Và vậy thì cái khoảnh khắc của đêm nay có dự định làm gì không? Hay là giờ xong chương trình thì ngủ cho khỏe? Chắc vậy quá chị ơi. Tại vì nguyên một tuần từ thứ hai tới giờ cũng tăng ca 9 giờ hết. Nên bây giờ hôm nay cũng được gì sớm. Hôm nay cũng định là ngủ để ngày mai đi làm tiếp. Khi mà tăng ca thì cái thu nhập mình nó cao hơn khoảng bao nhiêu lần so với cái thu nhập bình thường chị Đông? Gấp đôi, gấp ba, gấp bốn? Tại vì tụi em làm chữ ăn sản phẩm anh. Cho nên là nói chung là trúng cái đơn hàng mà đơn giá cao một chút thì mình tháng đó được hơi cao. Còn nếu không thì cứ bình bình thì cũng ít ạ. Chứ không phải là ăn thời gian thì tăng ca mới cao. Nhưng mà vậy thì thường thường là cuối năm thì cái đơn hàng nó sẽ nhiều và nó tốt hơn những cái thời điểm khác trong năm đúng không? Dạ, cũng nhiều hơn. Nhưng mà chị Đông thì ở đây là ở một mình hay là cùng với những người chung trong công ty của mình? Dạ, em ở một mình chị.
Ở một mình vậy thì chi phí rồi nhà trọ rồi ăn uống này kia thì sao? Thì tại vì chỗ này thì cũng là ngoại thành cho nên chi phí thì nó cũng không có đắt đỏ như ở trong thành phố, cho nên sống một mình cũng được. À, ngoại thành là chỗ nào ha? À, huyện Bình Chánh À, ở Nguyên Bình Chánh rồi. thì À, vậy vậy thì Kim Thanh hỏi ngoài cái chuyện tiền bạc một xíu, sáng mà đi làm mà bữa nay về nhà là 9 giờ mấy mà gọi là về sớm á, còn những cái ngày khác thì còn về trễ hơn, thì mình thư giãn, mình giải trí bạn bè cái này cái kia thì sao? thì nói chung cử là ngày thứ bảy thì mới được về sớm nhất là giờ hành chính là 4:30, thì nếu mà có ai rủ đi chơi thì đi, còn không thì có ở nhà nghỉ ngơi thôi ạ. Nhưng mà cái kiểu này anh Quốc Bình là mình không có tốn tiền nhiều, đúng không? Là anh tháng là chỉ trả tiền nhà rồi ăn uống cơ bản, tại hình như là bữa trưa là sẽ ăn ở công ty đúng không chị ha? Dạ đúng rồi ạ. À, vậy thì là dư nhiều lắm đúng không? Thường Nhà thì cũng không bao nhiêu, tại vì mình cũng phải tiết kiệm những thứ ấy. thường mình đi chơi vậy thì tiền mình chia sẻ nhau sao? Campuchia Dạ hay dạ là Campuchia hợp đồng anh. hợp đồng vậy hả? Mạnh mạnh người Dạ nào đấy trả hả? dạ Ở Campuchia ghê ha, Campuchia bây giờ Kim Thanh mới biết thêm cái cụm từ này, mình là hậu dữ ta. Không mà vậy thì nó cũng sòng phẳng và dễ, không có gây mất lòng gì đúng không? Dạ như đúng như rồi, em nghĩ như vậy thì ừ cũng dễ hơn. ừ rồi vậy thì mỗi tháng thì mình thông thường là mình sẽ tiết kiệm được bao nhiêu và mình dùng cái số tiền đó để cho cái mục đích gì? Ừ, tại vì mỗi tháng thì nếu mà bình quân thì khoảng được 4,5 triệu là bình quân cho bù qua những tháng thấp và tháng cao đó, thì tiền nhà trọ ăn uống rồi sao mình cũng dư dư ra được một khoảng khoảng tầm 2 triệu mình tiết kiệm rồi mình gửi về cho gia đình, rồi là tại vì em cũng có một đứa con nhỏ nữa cho nên em cũng còn phải gửi cho bé nữa rồi. Thường thì cái khoản nào mà chị thấy là mình chi nhiều nhất trong cái cuộc sống hàng ngày? Chi nhiều nhất trong cuộc sống thì tiền trọ với tiền ăn thôi chứ. Mà bé nhà mình là bao nhiêu tuổi chị Đông ha? Bé 3 tuổi chị. Bé 3 tuổi vậy là đang học mầm non rồi. Và ở nhà của mình thì có bao nhiêu người cùng với bé như vậy? Rồi cái mức chi tiêu ở Đồng Nai thì sao? Ở nhà thì có mẹ em với lại hai hai anh đó. Một anh thì bị bệnh, hồi nhỏ bị bệnh tốt rồi cũng co giật đó, bây giờ cũng hơi cũng đánh nữa. Và ở nhà thì lao động chính thì ngoại trừ Đông thì còn có ai nữa không? Dạ có anh hai, mẹ thì phụ giúp trong nhà thôi, mẹ thì làm trong nhà nhưng còn Tức là nói chung là có hai người, và Đông và anh hai là lo kinh tế cho cả gia đình đúng không? dạ Và anh hai thì ở Đồng Nai hay ở đâu? dạ cũng ở nhà luôn chị. Tức là có Nhà mình lên thành phố Hồ Chí Minh thôi hả? dạ nó thì ạ. Kim Thanh ơi, ngạc nhiên là ở Đồng Nai là khu công nghiệp nhiều lắm đúng không anh Phước Bình? Đúng rồi. Bây giờ phát triển ghê lắm, tại sao mình không ở đó mình làm nó tiết kiệm thêm được cái phần đó mà phải lên ở Bình Chánh và tốn tiền thuê nhà này kia Dạ rồi tối về cũng tại chạnh vì lòng? lúc trước cũng ở đây rồi, đang tính làm vài năm nữa rồi cũng mới về. Có lý do gì níu kéo mình lại không? Cũng một vài chuyện của ngày xưa thôi. Chuyện ngày xưa. Chuyện ngày xưa và có lẽ là nó hơi riêng tư, mình cũng không Dạ không đúng không rồi. nên Dạ. khai thác. Và nếu mà thôi bây giờ chúng ta quay trở lại câu chuyện tiền đi ha. Với chị Đông thì chị quan niệm như thế nào về cái cách xài tiền, và chị thấy là cái số tiền mình có được hàng tháng như vậy thì mình có tạm gọi là hài lòng với những gì mà mình có hay chưa? Nói thật sự mà hài lòng thì chẳng ai hài lòng cả, nhưng là mình có ít thì mình lại cứ muốn nhiều, có nhiều lại muốn nhiều hơn, nhưng mà nếu mà mình biết tiết kiệm một chút thì mình cũng nói chung là cũng đủ.
Mà có bao giờ chị cảm thấy là mình hơi bế tắc trong cuộc sống, hoặc là đôi lúc mình cảm thấy là mình hơi bức bối, ví dụ như là có những tháng làm nó thấp điểm đúng không? Cái trung bình là như vậy, nhưng mà có những tháng nó sẽ bị thấp điểm nè. Rồi đôi lúc về sức khỏe của mình hoặc là người trong nhà nó cũng không như ý nè. Rồi mình sống một mình ở thành phố, sáng thì làm, về nhà thì khuya rồi, không có được nghỉ ngơi gì hết, được bao nhiêu, không được giải trí gì hết, sáng lại đi làm tiếp. Nó cứ quần quật ngày này qua ngày nọ. Thì có bao giờ chị hơi chạnh lòng và cảm giác là mình bị cái đồng tiền nó chi phối quá nhiều, và chỉ vì cái đồng tiền mà mình phải đánh mất rất là nhiều thứ trong cuộc sống mình hay không? Dạ có chị, tất nhiên là điều đó thì chắc chắn là có rồi. Nhiều khi buổi tối nằm mà một mình thì thấy cũng tủi thân lắm. Nhưng mà rồi thôi nghĩ cũng vì con, vì gia đình thì tôi cũng ráng. Chứ thật sự thì cũng chạnh lòng. Thì nay thì mình sử dụng 2 triệu này mình chuyển về nhà như thế nào chị Đông? Dạ. Thường mình chuyển về nhà như thế nào, chuyển hàng tháng đó? Dạ tại vì ở Đồng Nai cho nên mẹ cũng có thẻ ATM, thế nên em chuyển về đó. Thôi Kim Thanh, Kim Thanh gợi ý nè, nếu mà chị tham gia Ai Cũng Thiếu Tiền thì chị biết là nhà tài trợ của mình là Momo á. Thì với cái dịch vụ này chị có thể là gửi tiền nhanh chóng, chưa đầy là chỉ vài phút là xong, mà cái người nhà ra nhận tiền tới 10 giờ tối vẫn được, mà cái thủ tục á nó đơn giản hơn ở ngân hàng rất là nhiều. Tức là chị đến cửa hàng chị đăng ký, chị gửi tiền rồi người ta sẽ có cái mã code đó, nó gửi về cái số điện thoại di động ở nhà. Ở nhà nhận được cái mã đó, cầm cái chứng minh nhân dân tới cái cửa hàng gần nhất nhận tiền liền. Chị Đông cứ thử một cái dịch vụ mới này, nó vừa rất là tiện, và chúng ta có không lệ thuộc vào cái chuyện mà làm giờ hành chính này kia nọ. Nó khá là cho nên là rất là tiện. Mà thưa hỏi chị Đông là cái dự định của mình khi mà chị nói là vài năm nữa mình về Đồng Nai thì mình sẽ làm cái gì? Mình tiếp tục làm công nhân hay là mình có đầu tư làm cái gì, buôn bán hay gì không chị Nhân Đông? Chắc là vẫn cứ làm công nhân đó anh ơi. Mình tính làm tới chừng nào, làm hết đời luôn à? Không, tính hết đời thì cũng không hết đâu, nhưng mà nói chung là mình cũng chưa có đủ làm ăn, thì cũng phải có vốn, mình cũng chưa đủ Nói chung chứ thiệt ra mình tính trước đôi khi cũng bước không qua đâu chị. Nhiều khi là dự định này kia, có tiền chưa chắc làm được cái như ý mình muốn. Nhiều khi ngủ dậy đêm là số phận nó thay đổi bởi nhiều cái lý do lắm. Cho nên là quan trọng là sống vì quá khứ thì không có được. Tại vì những đó nó đã qua, còn tương lai mình sống không cho nó nó chưa tới. Tốt nhất là mình sống cho hiện tại, làm thế nào mà mình cảm thấy vui vẻ, lạc quan, yêu đời nhất và mình hài lòng nhất là được. Nhưng mà Kim Thanh hỏi chị là nếu mà 300.000 đồng có được từ ngày hôm nay thì chị sẽ định làm gì? Nếu mà 300.000 đồng thì em cũng suy nghĩ rồi. Tại vì ở bên ngoài thì thỉnh thoảng em cũng có tham gia một số hoạt động từ thiện, cũng một nhóm thiện nguyện. Thì em cũng có biết được một hoàn cảnh của một cụ ở quận 3. Cụ cũng neo đơn, năm nay cụ cũng 84 tuổi rồi. Cũng nghĩ là nếu mà được số tiền đó thì em sẽ trao cho cụ. Và nếu mà cụ là cụ sống một mình hay là như thế nào, và dạ. Chị Đông thì biết cụ trong trường hợp nào? Cụ Phạm Công Nguyện ở 168 Trần Văn Đang, phường 1, quận 3. Thì cụ cũng sống neo đơn lắm chị. Ý nói là con cái, không gia đình. Thì bây giờ thì cụ cũng già rồi, 84 tuổi rồi, sức lao động cũng không còn. Hình như một tháng thì cụ chỉ nhận được trợ cấp của nhà nước nhiều tí gạo. Ý Kim Thanh hỏi là làm như thế nào mà chị Đông biết được cái trường hợp này? Tại vì em có tham gia thiện nguyện, câu lạc bộ thiện nguyện của Nhân Sinh là rồi cái chị giám trưởng đó, chị có tới khảo sát ở đó. Giống như em hàng tháng cũng có trao quà cho cụ. Nếu mà như thế thì Kim Thanh có cái ý này tự nhiên chợt nảy ra, không biết là anh Bình có đồng ý hay không. Tức là hồi nãy chúng ta dư 300.000 đúng không? Thì Kim Thanh dự định là sẽ gửi cho chị Đông 300.000 để chị giúp cho cụ đó. Còn bây giờ 300.000 vẫn là còn của chị, thì chị có dự định làm gì hay không? Vẫn còn đó chị. Vẫn còn. Cái này giả sử đó. Nếu mà giả sử mà vẫn còn thì Tết rồi. Chắc là sẽ mua cho con gái một bộ đồ mới.
Bộ đồ mà 300 là cũng hơi đắt rồi đó. À, Mua bộ đồ, được hai bộ mà. Nói chung là đồ trả giá gì đó. Rồi rồi. Như Nhưng mà vậy. ngoài đồ thì bé nhà thì có thích cái gì không chị? Ngoài đồ đạc này kia mình có thể mình Mình cũng có thể hả? đầu tư một cái Bé khác. thì đã thích chơi búp bê, gấu bông. Con Thôi gái. Tết thì cũng nên có một cái con búp bê ha. Rồi ví dụ mua Dạ. một đôi giày công chúa đi. Với một bộ đồ thì Kim Thanh nghĩ là chắc 300 thì cũng đủ chứ không có đến nổi. Dạ. Bây giờ thì thời lượng chương trình cũng không có còn nhiều. Tại vì hồi nãy rất tiếc là đã dành thời gian cho thính giả đầu tiên hơi nhiều á. 40 phút. Gần 40 phút luôn. Kim Thanh thật sự là muốn trò chuyện thêm với chị Đông nhiều lắm nhưng mà thời gian không cho phép. Chính vì thế là sẽ chuyển cho chị 600 ngàn để chị 300 ngàn là dành cho cụ cái cụ mà ở đường Trần Văn Đang đúng không? Để cho chị phụ giúp thông qua cái câu lạc bộ thiện nguyện của mình. Còn 300 ngàn là chị sẽ dành để mua quà cho con của mình vào cái dịp Tết này. Và ở Bình Chánh thì có cửa hàng điện thoại di động T&T, địa chỉ là ở 9 xuyệt 10 ấp 5 Thới Hòa, xã Vĩnh Dạ Lộc rồi, A. chỗ thì nó gần gần chế vợ. Thì bộ phận thư ký sẽ liên lạc cụ thể để nhắc lại cái địa chỉ cho chị nhớ. Thì chị xong chương trình á là Momo sẽ nhắn cái mã với 600 ngàn cái mã code đó là chị ra, chị cầm cái chứng minh nhân dân nữa, người ta sẽ đưa tiền cho chị ngay ha. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Rồi, xin được cảm ơn chị Đông rất là nhiều, cho Kim Thanh một cái cảm giác rất là thoải mái, dễ chịu. Ấm áp cho ngày chuẩn bị bước qua năm mới. Nói chung là ngày hôm nay có hai cái trải nghiệm rất là khác biệt với hai thính giả cùng quê là ở Đồng Nai, anh hả? Một Ừ, người làm một là việc, Long Thành một người làm việc ở Đồng Đồng Nai Nai quê chỗ khác và một người quê ở Đồng Nai làm việc ở ở thành phố Hồ Chí Minh. thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị là Bây giờ bây chắc giờ là là chúng ta sẽ đến với một cái câu chuyện khác, bây đó giờ là cái danh đưa sách những thính giả. đã trúng giải với cái câu hỏi ở phần đầu chương trình. Câu đố là ném những chiếc đĩa ăn bị bể ra trước cửa nhà hàng xóm để cầu mong may mắn trong năm mới là phong tục của nước nào? Thì đáp án chính xác đó là Đan Mạch, đáp án A. Người Đan Mạch họ tin rằng trong những ngày đầu tiên của năm, nếu trước cửa nhà có thật nhiều đĩa bể thì đó sẽ là một dấu hiệu tốt cho gia đình. Những chiếc đĩa cũ được để dành trong cả năm để chờ quăng chúng ra trước nhà của bạn bè trong đêm giao thừa. Nếu trước nhà ai có càng nhiều đĩa bể thì có nghĩa là nhà họ có rất nhiều bạn bè. Và với đáp án này thì sẽ có ba thính giả đã trúng giải. Đầu tiên là thính giả có số điện thoại 0942, ba số cuối là 404 ở thành phố Hồ Chí Minh. Thính giả thứ hai là số điện thoại 01686, ba số cuối là 888 ở Sóc Trăng. Thính giả số 3 là có số điện thoại 0915, ba số cuối là 849 ở Vĩnh Long. Bộ phận thư ký sẽ liên lạc trực tiếp với ba thính giả này để hướng dẫn cái cách đến cửa hàng Momo gần nhất nhận phần thưởng mỗi người được 300.000 đồng. Dạ thưa quý vị, 300.000 đồng đó hy vọng là một món quà, như là một món quà đầu xuân ý nghĩa của chương trình dành cho quý vị thính giả tham gia cũng như là những người mà đã bốc thăm may mắn trong buổi tối ngày hôm nay. Và một lần nữa thì Quốc Bình và Kim Thanh xin được nhắc lại đến quý vị là chương trình Ai Cũng Thiếu Tiền được phát sóng lúc 21 giờ đến 21 giờ 5 đến 22 giờ các cái buổi tối thứ ba, thứ năm và 11 giờ đến 12 giờ chủ nhật hàng tuần trên tần số FM 99,9 MHz của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH và đồng phát tại Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng FM 96,3 MHz, Đài Phát thanh Truyền hình Nam Định tần số là FM 95,1 MHz, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình tần số FM 97 MHz, Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An tần số FM 99,6 MHz, Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long tần số FM 90,2 MHz và khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì quý vị đón nghe FM ở tần số 103,2 MHz. Ngoài ra chúng ta có thể lên website của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ở địa chỉ là www.voh.com.vn. Chúng ta click vào logo FM 99,9 ở bên phải phía trên của màn hình thì vào đúng thời gian chương trình phát sóng thì có thể nghe được như là đang nghe qua radio. Còn nếu mà nghe bằng điện thoại di động thì chúng ta có thể lên Google Play hay là App Store để tải ứng dụng VOH về và chọn kênh FM 99,9 MHz để thưởng thức chương trình. Có hai cách để tham gia vào Ai
Ai Cũng Thiếu Tiền với nhà tài trợ Momo là chúng ta gọi điện thoại đến 1900 6865, nhấn phím số 5 rồi sau đó nhấn tiếp phím số 0 để gặp tổng đài viên. Cước phí là 1.500 đồng một phút nếu gọi từ điện thoại bàn và 3.000 đồng một phút nếu gọi từ điện thoại di động. Tổng đài sẽ trực 8 tiếng trong giờ hành chính các ngày phát sóng và trực tiếp trong giờ phát sóng. Gửi tin nhắn thì sẽ gửi theo cú pháp ACTT dấu cách nội dung dấu cách tỉnh thành đang sinh sống và gửi về 6262, cước phí là 2.000 đồng một tin nhắn. Và với chủ nhật này thì chúng ta có đến 3.700.000 đồng. Các thính giả hãy nhanh tay đăng ký tham gia để có cơ hội nhận được một cái giải thưởng, hình như là cũng dồn tới mấy tuần mới được nhiêu đó, đúng không anh Quốc Bình? Đúng rồi, và dồn cho tới thời điểm này là số tiền cũng kha khá để chúng ta đón mừng năm mới. Và bây giờ thì chương trình Ai Cũng Thiếu Tiền được thực hiện với sự phối hợp của công ty Mega Media xin được kết thúc. Cảm ơn Momo, dịch vụ chuyển tiền mặt nhanh như tin nhắn đã đồng hành cùng với chương trình.